Chào các bạn, để mở đầu vào cái phần học phôi thai học của mình á, thì chúng ta sẽ học bài mở đầu về phôi thai học trong bài giảng ngày hôm nay. Và bài học của mình nằm trong nội dung quyển sách Mô Phôi trang 188 đến 192 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhà xuất bản Y học. Mục tiêu của bài này chúng ta trình bày khái niệm về phôi thai học, trình bày các đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu của ngành phôi thai học và nắm được cái mục tiêu của phương pháp học tập phôi thai học tại Trường Đại học Y Dược. Chúng ta lưu ý rằng phôi thai học là một cái ngành khoa học nghiên cứu và cái phần phôi thai học trong chương trình học của mình ở mức độ đại học của chúng ta thì nó là một cái giới hạn nó hẹp hơn. Chúng ta đang nói ở cái phần phôi thai học ở cái nghĩa rộng. Phôi thai học là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình phát sinh và phát triển cá thể người và động vật. Và cái quá trình phát sinh và phát triển cá thể nó luôn gắn liền, nó liên quan mật thiết với sự phát triển của giống loài. Và cái quá trình phát sinh phát triển này chúng ta nghiên cứu cái quá trình phát sinh phát triển bình thường và cái quá trình phát sinh phát triển bất thường, tức là nó xảy ra những cái rối loạn, những cái dị tật. Và cái quá trình nghiên cứu bắt đầu từ sự hình thành nên cái tinh trùng cũng như là sự hình thành trứng. Trứng và tinh trùng kết hợp với nhau là mình gọi là hiện tượng thụ tinh đó. Khi thụ tinh tạo thành hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thai, đến khi sanh em bé ra, rồi em bé tiếp tục phát triển thời thơ ấu, nhi đồng, thiếu niên và trưởng thành. Tức là cái sự phát sinh và phát triển đến khi nào những cái bộ phận, những cái cơ quan trong cơ thể nó đạt được cái mức trưởng thành. Tuy nhiên thì cái giai đoạn mà thay đổi, biến đổi, phát triển mạnh mẽ nhất là thời kỳ phôi thai trong bụng mẹ. Các cái nhiệm vụ nội dung nghiên cứu của ngành phôi thai học gồm có lĩnh vực rất là cơ bản, truyền thống, đó là phôi thai học hình thái. Tức là nghiên cứu phôi thai học dựa vào cái quan sát mô tả những hiện tượng hình thái xảy ra. Cái quan sát được thực hiện bằng mắt thường nè, cũng như là có thể dùng kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử, hoặc là các phương pháp siêu âm đa chiều và các kỹ thuật nội soi hiện đại. Phôi thai học nguyên nhân là lĩnh vực nghiên cứu phôi thai học được thường thì được thực nghiệm trên các loài động vật, ví dụ như là trên chó, trên thỏ, trên chuột, vân vân, để mà tìm ra được cái nguyên nhân tác động, các yếu tố ảnh hưởng, các cái cơ chế điều hòa, các cái quá trình phát triển của các cái mô và các cơ quan, và cũng như là cái cơ chế nguyên nhân xảy ra những cái bất thường trong những cái giai đoạn phát triển khác nhau thì mình gọi là lĩnh vực phôi thai học nguyên nhân. Phôi thai học so sánh là phôi thai học nghiên cứu quá trình phát triển của nhiều loại động vật khác nhau, rồi so sánh đối chiếu với nhau để mình tìm ra điểm giống nhau, điểm khác nhau. Qua đó đó thì con người sẽ hiểu được cái quá trình phát triển cá thể của một số loài động vật, rồi có thể hiểu được cái cơ chế phôi thai học của người, như là cái mối tương quan, cái sự giống nhau khác nhau giữa các loài và quy luật tiến hóa. Lĩnh vực phôi thai hóa học và sinh lý học là lĩnh vực nghiên cứu các thành phần cấu tạo hóa học của cá thể, các quá trình tổng hợp chuyển hóa các chất trong cơ thể, các hoạt động chức năng của tế bào mô và cơ quan bộ phận trong cơ thể phôi thai liên quan tới những cái biến đổi về hình thái trong quá trình phát triển cá thể. Lĩnh vực nghiên cứu phôi thai học phân tử, đây là một cái phần trong ngành sinh học phân tử, và phôi thai học phân tử nghiên cứu quá trình tổng hợp và chuyển hóa các phân tử protein có liên quan đến sự biến đổi hình thái, sinh hóa sinh lý của tế bào, mô, cơ quan và hệ cơ quan phôi thai trong các giai đoạn phát triển của cá thể, để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn đến mức phân tử. Phôi thai bệnh học, đây là cái ngành rất là quan trọng được gọi là quái thai học, có nhiệm vụ mô tả những rối loạn phát triển hình thái, hay còn gọi là những cái dị tật bẩm sinh của cái phôi thai. Cùng với các lĩnh vực phôi thai học nguyên nhân, phôi thai học hóa học, sinh lý học,
sẽ nghiên cứu để tìm ra những cái nguyên nhân, yếu tố, cơ chế để gây ra các cái dị tật bẩm sinh đó, để mà giới y học của chúng ta có thể có những cái phương pháp phòng ngừa, ngăn chặn và chẩn đoán xác định các khuyết tật sớm, cũng như là kịp thời có thể can thiệp để mà giải quyết được những cái khuyết tật đó. Phôi thai học lâm sàng. Từ các kiến thức phôi thai học thì các nhà lâm sàng sẽ ứng dụng các kiến thức đó vào công tác chăm sóc y tế, bảo vệ, điều trị và nâng cao sức khỏe cho con người. Các cái khoa lâm sàng mà ứng dụng nhiều nhất cái kiến thức của phôi thai học đó là ngành sản khoa nè, điều trị hiếm muộn nè, nhi khoa, ung bú, giải phẫu bệnh. Nhiều vấn đề sức khỏe khó khăn trước đây, tức là những cái bệnh nan y trước đây hoặc là những cái bệnh mà rất là khó chẩn đoán trước đây thì đã được can thiệp ngày càng tốt hơn. Ví dụ như là các cái trong hỗ trợ sinh sản của hiếm muộn, thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi, hay là phẫu thuật thai trong buồng tử cung, các cái điều trị trúng đích, đồng thời là những cái ứng dụng tế bào gốc phôi thai vào y học cũng được triển khai rất là mạnh mẽ. Sơ lược về lịch sử của phôi thai học thì phôi thai học là một ngành khoa học rất là quan trọng, cũng rất là lâu đời. Tuy là phôi thai học đã được quan tâm và nghiên cứu từ trước công nguyên, tuy nhiên thì do những cái hạn chế về máy móc kỹ thuật cũng như là hạn chế về các cái ngành khoa học kỹ thuật khác và cái sự ảnh hưởng rất là lớn của cái quan điểm duy tâm, cho nên là cái giai đoạn phôi thai học được hiểu sai cách cũng như là sai về cái nguyên lý, kéo dài hàng nhiều thế kỷ. Chỉ đến thế kỷ thứ 18 thì phôi thai học thật sự mới đi vào đúng con đường nghiên cứu và có sự phát triển rất là mạnh mẽ. Tiên phong là ông Kappa-Wiebeswohl. Ông này là một nhà khoa học người Đức cực kỳ giỏi và nổi tiếng. Từ năm 25 tuổi, ông đã trình được cái luận án tiến sĩ về thuyết biểu sinh trong phôi thai học, và cũng chính là cái nền móng rất là vững chắc, và những kiến thức của ông được ứng dụng thậm chí còn đến ngày nay. Ý nghĩa của phôi thai học. Với ngành giải phẫu, mô học và giải phẫu bệnh thì phôi thai học giúp hiểu rõ hơn cơ chế tạo ra các cấu trúc phức tạp, các cấu trúc bất thường. Với sinh lý và sinh hóa thì phôi thai học giúp hiểu rõ được các quy luật của các hiện tượng sinh lý, sinh hóa trong cơ thể ở các cái giai đoạn khác nhau. Như vậy thì khi mà hiểu rõ được thì con người sẽ chủ động được và chăm sóc y tế cho người mẹ, cho thai nhi và cho đứa trẻ mới ra đời cũng như là người lớn được tốt hơn. Về lâm sàng, khi biết rõ nguyên nhân và cơ chế gây ra các khuyết tật cho phôi thai thì các y bác sĩ sẽ có cái biện pháp phòng ngừa tốt, sẽ phát hiện sớm các khuyết tật để có thể có biện pháp xử trí và can thiệp y khoa kịp thời cho thai nhi ngay cả khi còn trong bụng mẹ, hoặc xử trí vào thời điểm phù hợp sau khi đứa trẻ ra đời. Ví dụ như là trường hợp thai ngoài tử cung chẳng hạn, thai nó đậu lại và nó phát triển ở cái vòi tử cung, thì khi mà hiểu được cái cơ chế thì các bác sĩ đưa ra những cái khuyến cáo cho người phụ nữ là khi có những cái dấu hiệu bất thường thì nên đi khám sớm để tránh cái biến chứng nặng nề xảy ra. Hoặc là ví dụ như là can thiệp y khoa ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ là những nước phát triển, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, có những cái trường hợp là có thể phẫu thuật khi người mẹ đang mang thai, em bé có những cái vấn đề thì có thể là phẫu thuật mổ tử cung, đem em bé ra xử trí, sau đó là cho em bé vào lại tử cung, khâu lại và người mẹ tiếp tục mang thai em bé đó. Hoặc là xử trí khi em bé chào đời một thời điểm thích hợp nào đó. Ví dụ như là trường hợp là thông liên nhĩ giữa hai cái buồng tim, tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải. Khi mà chúng ta hiểu được cơ chế phôi thai của cái trường hợp này thì khi một em bé mới vừa chào đời vài tháng đầu mà trên cái siêu âm mà quan sát được cái thông liên nhĩ đó thì đó là chưa phải là một cái vấn đề nó quá tầm trọng mà đến phải can thiệp ngay lập tức. Thì sau đó một thời gian thì thông đó nó sẽ bít lại, thì em bé nó
sẽ khỏe mạnh bình thường, đúng không? Thì khi nào mà cái thông đó nó nặng nề và nó kéo dài quá cái thời gian bình thường thì mới tiến hành phẫu thuật. Một cái lĩnh vực rất là quan trọng nữa là lĩnh vực về tế bào gốc của phôi người. Tức là khi hiểu được về các cái vấn đề của tế bào phôi thì cái nguồn tế bào gốc phôi người đó là một cái nguồn rất là quan trọng, rất là quý giá để mà ứng dụng vào tương lai. Khi mà cái ngành tế bào gốc hiện nay rất là phát triển, hiện nay các nước trên thế giới đã ứng dụng, sử dụng tế bào gốc vào việc điều trị bệnh rất là nhiều bệnh nan y, đã có những cái dấu hiệu điều trị được tốt khi mà ứng dụng công nghệ tế bào gốc. Ở Việt Nam thì công nghệ điều trị tế bào gốc đặc biệt là cũng phát triển trong nhiều năm. Ở phía Nam thì có một số bệnh viện lớn, ví dụ như bệnh viện Vạn Hạnh, và ở phía Bắc thì có hệ thống bệnh viện VinMed. Một cái lĩnh vực rất là quan trọng nữa của ứng dụng phôi thai học đó là điều trị hiếm muộn với những cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Hỗ trợ sinh sản mình hay gọi tắt là RT, là các kỹ thuật giúp cho tăng khả năng sinh sản của người, tức là tăng khả năng mang thai của người mẹ và sinh con. Thì chúng ta khi hiểu được các cái cơ chế, các cái quá trình phát triển của phôi thai thì có thể can thiệp vào những cái khâu mà trước khi mà mang thai để mà tăng khả năng có thai của người mẹ. Có thể kể đến những cái kỹ thuật IUI, tức là bơm tinh trùng vào tử cung của người nữ. Khi mà người nữ có cái bộ phận sinh dục bình thường thì có thể là sử dụng cái phương pháp này là phương pháp đầu tiên nhất và ít xâm lấn nhất. IVF, tức là thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi, tức là mình thực hiện cái thụ tinh ở trong ống nghiệm và nuôi dưỡng cái phôi, sau đó là chuyển phôi vào buồng tử cung của người mẹ. ICSI, tức là phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương của tế bào noãn. Kỹ thuật đông lạnh lưu trữ tinh trùng, trứng và phôi. IVM, tức là phương pháp trưởng thành trứng trong ống nghiệm. Tức là so với IVF đó, IVF là sử dụng thuốc kích thích buồng trứng để cho cái trứng nó trưởng thành trong cơ thể của người mẹ, sau đó mới lấy cái trứng ra. Còn IVM là lấy cái trứng non ra rồi nuôi dưỡng trong ống nghiệm để cho nó trưởng thành ở trong ống nghiệm, rồi mới lấy cái trứng đó để làm thụ tinh trong ống nghiệm, để làm ICSI. Đối với những trường hợp mà vô sinh nam thì hiện nay cũng có thể thực hiện các cái kỹ thuật là phẫu thuật tinh hoàn để lấy tinh trùng, hoặc là vi phẫu thuật ống mào tinh để lấy tinh trùng. Đây là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Đầu tiên là cho người nữ sử dụng thuốc kích thích buồng trứng để các nang nõn trưởng thành, thì sẽ chọc hút để mà thu thập các nang nõn trưởng thành này. Tiếp theo là thu thập tinh trùng của người nam, và sau đó là cho các tinh trùng và trứng gặp nhau để mà tạo nên thụ tinh. Nếu mà cho tinh trùng và trứng thụ tinh tự nhiên trong cái ống nghiệm thì gọi là IVF cổ điển. Nếu bác sĩ sử dụng cái kỹ thuật hiện đại hơn là dùng kim chọc hút một tinh trùng, sau đó bơm trực tiếp vào trứng. Tức là phương pháp IVF cổ điển là cần rất nhiều tinh trùng để thụ tinh với trứng. Còn ICSI, tức là chỉ cần một tinh trùng khỏe mạnh bơm vào trong trứng là được. Sau khi thụ tinh thì cái phôi mình sẽ nuôi dưỡng ở trong môi trường phù hợp ở phòng thí nghiệm, sau đó có thể chuyển vào trong buồng tử cung để cho nó bám vào niêm mạc tử cung để làm tổ và phát triển thành cái thai. Trên thế giới thì em bé được thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời ở Manchester, Anh năm 1978 bởi hai nhà khoa học là Edward và Patrick. Và cũng chính nhờ cái thành quả rất là lớn lao trong thụ tinh trong ống nghiệm thì năm 2010 ông Edward đã được nhận giải Nobel khoa học. Ở Việt Nam thì từ năm 1998 thì vào ngày 30 tháng 4 là được 3 em bé đầu tiên ra đời ở bệnh viện Từ Dũ, và đến nay thì
ba em bé này đã rất là lớn. Hiện nay trên thế giới đã có hơn 6,5 triệu em bé ra đời từ IVF, ở Việt Nam thì đã hơn 40.000 ca. Chúng ta thấy đó là một cái kết quả rất là lớn lao trong cái y học, giúp cho các cái cặp vợ chồng mà hiếm muộn có những cái hy vọng rất là lớn vào cái việc mà có thể có được đứa con của chính mình. Và phôi thai học giúp cho các chính sách y tế của nhà nước và nhiều cái quy trình y tế được thực hiện tốt hơn. Ví dụ như là về dân số, kế hoạch hóa gia đình, về nâng cao chất lượng dân số thông qua việc sàng lọc các cái bệnh lý trong thời kỳ phôi thai, ví dụ như là hội chứng Down, hội chứng Epworth hay là thiểu năng trí tuệ, dị tật bẩm sinh, hay chẩn đoán trước sinh và tiền làm tổ, thụ tinh có trợ giúp IVF, liệu pháp gen, nhân dân. Chính sách về xã hội văn hóa như là khuyến khích sinh đẻ ở độ tuổi dưới 35 tuổi, khen thưởng phù hợp và là xét nghiệm tiền hôn nhân. Nghĩa là các nhà phôi thai học qua quá trình nghiên cứu đã chứng minh được rằng phụ nữ nên sinh đẻ ở độ tuổi dưới 35 tuổi thì có thể sinh ra được đứa con có nhiều cái ưu điểm hơn. Khen thưởng cho việc sinh đẻ khoa học, tức là hạn chế cái những cái trường hợp mà lựa chọn giới tính kìa vân vân. Xét nghiệm tiền hôn nhân, tức là hai người chuẩn bị mà kết hôn với nhau để sanh con đó thì nên xét nghiệm để mà xem hai vợ chồng này khi mà lấy nhau sinh con thì cái khả năng có thể là sanh con ra có bị dị tật hay không, để mà có những cái phương hướng mà tư vấn tiếp theo. Tuy nhiên thì vấn đề này nó là một cái vấn đề về mặt văn hóa đó, thì nó cũng phải cần từng bước để các bạn trẻ có thể thấy rằng cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng và cần thiết trước khi kết hôn. Về học tập phần phôi thai học ở trường đại học, thì ở cấp độ đại học, phôi thai y học cung cấp cho các bạn kiến thức về sự thay đổi hình thái sinh lý sinh hóa của cái sự phát triển bình thường và bất thường của các cái mô cơ quan trong cơ thể. Và dựa vào đó thì chúng ta có thể giải thích được sự hình thành một số dị dạng bẩm sinh thường gặp. Chúng ta thấy đây là sơ đồ 3 cái giai đoạn của phôi thai, gồm giai đoạn tiền phôi, giai đoạn phôi và giai đoạn thai. Giai đoạn tiền phôi là 2 tuần lễ đầu tiên, từ tinh trùng và trứng thụ tinh tạo thành đến cái đĩa phôi hai lá. Giai đoạn phôi là giai đoạn từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 8, từ các lá phôi hình thành nên tất cả các mầm cơ quan và chúng ta thấy được cái hình dạng, hình thái của một em bé, tức là có đầu, có tay, có chân, v.v. Và giai đoạn thai là giai đoạn từ tuần thứ 9 đến tuần thứ 38, tức là các cái mầm cơ quan tiếp tục phát triển và hoàn thiện để trở thành một em bé chính thức và được sanh ra. Chúng ta thấy ở đây cái giai đoạn này là tuần thứ 9 đến tuần thứ 38. Nó có khác một chút xíu so với lâm sàng, tức là khi phôi thai học là 38 tuần là em bé đã đủ tháng và được sanh ra. Tức là ở trên lâm sàng đó thì cái người sản phụ cũng như là người bác sĩ sẽ chọn cái mốc là ngày đầu của kỳ kinh cuối để mà tính tuổi thai. Cho nên là em bé đủ tháng là 40 tuần, tương đương với 9 tháng 10 ngày, đúng không? Do là trên lâm sàng thì dấu hiệu của người phụ nữ người ta nhận biết được là cái lần hành kinh cuối cùng trước khi mà có thai. Cho nên là cái mốc đó không có cái mốc thời gian nào mà nó một cái dấu hiệu mà người nữ có thể khẳng định rõ ràng hơn. Cho nên là lấy cái mốc đó, cho nên là 40 tuần. Còn trong phôi thai học, thì 38 tuần. Tại vì cái mốc mà phôi thai học tính là từ cái ngày thụ tinh, thường thì nó khoảng sau 2 tuần so với ngày đầu của kinh cuối. Cho nên là khi mà em bé đủ tháng là trong phôi thai học mình là 38 tuần. Để học tốt môn này thì sinh viên cần phải tích cực học tập. Chúng ta cũng phải đọc bài, nghe giảng và tích cực quan sát các mô hình, hình ảnh, cũng như là vận dụng các cái phương tiện kỹ thuật hiện đại vào trong học tập. Chúng ta phải sử dụng máy tính, điện thoại, internet và các cái kênh thông tin, kiến thức khoa học để mà chúng ta tìm hiểu như ta giải quyết được các cái thắc mắc của mình. Và cái vấn đề hình ảnh trong phôi thai học là cực kỳ quan trọng.
Chúng ta cũng biết là phôi thai học là cái môn hình thái y học, cho nên là cái hình ảnh là cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải hiểu các hình, chúng ta nhìn các hình, chúng ta đọc các hình thì giúp cho mình sẽ nắm được vấn đề tốt hơn là chúng ta đọc cái chữ. Dù một quyển giáo trình mà chúng ta cứ xem cái chữ, chúng ta đọc nhiều quá, đôi khi nó khó hiểu. Chúng ta nhìn cái hình thì chúng ta sẽ dễ hiểu bài hơn. Ví dụ, chúng ta nói về cái sự rụng trứng và thụ tinh và di chuyển của cái phôi trên cái vòi tử cung đó, thì nếu mà chúng ta cứ mô tả bằng chữ, ta đọc sách thì đôi khi nó cảm thấy cho chúng ta nó hơi khó khăn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái hình, chúng thấy đấy, sự rụng trứng nè, này sự thụ tinh xảy ra ở đoạn bóng nè, và cái phôi nó sẽ di chuyển về buồng tử cung để làm tổ, thì chúng ta nhìn cái hình này thì chúng ta sẽ hiểu ngay một cái quá trình của nó. Hoặc một ví dụ khác là cái quá trình làm tổ của phôi chẳng hạn. Thông qua hình này thì chúng ta nhìn thấy là cái phôi là nó sẽ tương tác và bám gắn vào nội mạc tử cung, rồi sau đó nó từ từ nó chui vào nội mạc tử cung để làm tổ. Khi chúng ta nhìn thấy cái hình này là chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được cái quá trình đó. Và chương trình học của chúng ta theo quyển sách Mô Phôi, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chủ biên là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Quỳnh Trang, Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Đối. Sách của Nhà xuất bản Y học năm 2021. Đây là cái tài liệu chính thức cho học của mình. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng một số tài liệu tham khảo. Chúc các bạn học tốt phần học phôi thai học này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.